Trồng lúa rồi đi sắm vàng được rồi. Lúa hôm nay trúng rồi. Vậy thì sắm vàng được, quay anh em là quay tới bến luôn, thấy không? Giác bình cũng phải quay luôn đó, cho người ta biết là anh em cực khổ như vậy. Quay chuyển kẹt luôn hả thằng? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi rồi. Chừng nào cắt nữa? Mai cắt ở đâu ạ? Vậy hả? À. Tưởng mai được thì có sao đâu, gửi xe lỗi vô gì đó. Sống này chuẩn bị qua bên rẫy cắt nữa hả? Rẫy á. Rẫy là ở đâu, cạnh nào vậy? Đối diện đây nè. Hôm bữa em đi xe ôm gặp. Lúa sống này là qua bên rẫy rồi. Thank you.